từng là những gương mặt đình đám của màn giải trí showbiz, nhưng sau một thời gian sự nghiệp diễn xuất của nhiều diễn viên bỗng dưng bị thụt lùi một cách không ai nghĩ đến. Việc liên tục có nhiều bộ phim thất bại, cộng thêm diễn xuất dở tệ, đã khiến cho sự nghiệp và danh tiếng của nhiều diễn viên chạm đáy. Nhưng chỉ sau một đêm, nhờ có được một vai diễn ấn tượng trong một bộ phim hot, mà sự nghiệp của họ lại một được vực dậy. Trong video này, hãy cùng Seabit Film bàn thêm về những gương mặt diễn viên tiêu biểu đã tự cứu lấy sự nghiệp của mình trong nửa đầu năm 2024 nhé! Đường Yên. Từng được gọi là nữ hoàng rating trong giai đoạn 2012-2016, các bộ phim ngôn tình mà Đường Yên tham gia đều có lượt xem rất cao như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Ba Thiên Kim Nhà Họ Hạ, Loạn Thế Giai Nhân, Hoa Sắc Sinh Hương, Kim Ngọc Lương Duyên, Bên Nhau Trọn Đời, Người Tình Kim Cương, Cẩm Tú Vị Ương. Sau khi kết hôn cùng La Tấn năm 2018, Đường Yên dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái và gia đình. Người đẹp sinh năm 1983 từng bị nhiều khán giả hâm mộ quay lưng khi cô không có tác phẩm mới phù hợp với hình tượng trong một thời gian dài. Tác phẩm gần nhất của Đường Yên là Yến Vân Đài năm 2020, chỉ được chấm 4,5 điểm trên Douban. Trong phim, Đường Yên bị chê diễn mãi kiểu vai ngốc nghếch, ngọt ngào, đáng yêu và nhàm chán. Sau đó, Đường Yên ngày càng ít xuất hiện trước công chúng, tới mức tài khoản cá nhân của cô trên mạng xã hội Weibo bị giảm tương tác mạnh, từ màu đỏ dành cho ngôi sao có lượng truy cập cao tụt xuống màu vàng. Mãi đến cuối năm 2023, khi bộ phim Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ được phát sóng thì danh tiếng bắt đầu trở lại với Đường Yên. Trước khi Phồn Hoa phát sóng, Đường Yên đang ở vào tình thế khó khăn trong sự nghiệp. Bước xoay chuyển tình thế này với cô được nhận xét là quá bất ngờ vì ít người nghĩ rằng Vương Gia Vệ sẽ giao vai diễn cho một diễn viên đang thất thế. Đường Yên cũng đánh đổi 3 năm sự nghiệp để ngày ngày ở trong đoàn phim Phồn Hoa. Quay đi quay lại đến khi có được những thước phim hoàn hảo nhất theo yêu cầu của một vị đạo diễn khó tính như Vương Gia Vệ. Trong những tập đầu của Phồn Hoa, nhân vật Uông Tiểu Thư do Đường Yên thể hiện cũng bị chê là vẫn giữ kiểu nhẹ nhàng ngọt ngào trước kia. Vai diễn này không có sức hút bằng sự gợi cảm bí ẩn như nhân vật của Tân Chỉ Lôi hay vẻ phóng khoáng mạnh mẽ như nhân vật của Mã Y Lợi. Tuy nhiên, càng về cuối phim câu chuyện của Uông Tiểu Thư được đánh giá là hấp dẫn, truyền cảm hứng hơn. Từ một nhân viên công vụ có ngoại hình bình thường, cô đã đứng lên tạo lập sự nghiệp của riêng mình. Uông Minh Châu vốn là cô gái nhỏ được nuôi dưỡng trong hạnh phúc, nhưng trải qua những vất vả, cô dần trưởng thành, tỏa ra nét đẹp của người phụ nữ thời đại mới. Nhờ thành công của Phồn Hoa, sự nghiệp của Đường Yên một lần nữa lại nở rộ như hoa mùa xuân, nhiều cơ hội sự nghiệp mới được mở ra cho Đường Yên. Cô trở lại bìa các tạp chí danh tiếng và sự kiện lớn, lịch làm việc cũng xếp kín. Không chỉ vậy, vai diễn Uông Tiểu Thư trong Phồn Hoa còn giúp Đường Yên giành được đề cử tại Giải thưởng Bạch Ngọc Lan năm nay. Cúc Tịnh Y. Từ trước Hoa Gian Lệnh, Cúc Tịnh Y liên tục bị gọi tên ở những bảng xếp hạng diễn viên có diễn xuất tệ. Những bài báo gọi tên Cúc Tịnh Y, nếu không phải xoay quanh chủ đề nhan sắc, thì chắc chắn sẽ bàn về diễn xuất thảm họa. Những từ khóa đi kèm với Cúc Tịnh Y thường là hố đen diễn xuất một màu, đơ toàn tập. Thậm chí, người xem còn bày tỏ chính vì diễn xuất tệ của Cúc Tịnh Y mà họ đã bỏ xem phim. Tuy nhiên, sau sự thành công của Hoa Gian Lệnh, nhiều người xem đã có cái nhìn tích cực hơn rất nhiều về Cúc Tịnh Y. Bộ phim Hoa Gian Lệnh là dự án phim cổ trang do Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa đóng chính thức được lên sóng ngày 15 tháng 3 trên Youku. Trong những tập đầu, bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Trong những đánh giá về bộ phim, đa phần nhận xét được dành cho nữ chính Cúc Tịnh Y khi đảm nhận hai vai diễn cùng lúc. Mở đầu phim, nữ diễn viên hóa thân vào vai ác nữ Thượng Quan Chỉ và sau này là vai diễn cô gái hiền lành Dương Thái Vi, hai vai diễn hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy nhiên, đánh giá của khán giả theo dõi bộ phim đều cho rằng Cúc Tịnh Y hóa thân vào vai ác nữ Thượng Quan Chỉ có phần tốt hơn vai còn lại. Đầu tiên là về tạo hình. Khác với những vai diễn trước đây được tạo hình cầu kỳ, thậm chí rườm rà, nhân vật của Cúc Tịnh Y đã có phần trang điểm dễ chịu hơn, đơn giản nhưng rất hấp dẫn, quyến rũ. Một khía cạnh khác mà Cúc Tịnh Y được đánh giá có thay đổi tích cực là diễn xuất. Đây là lần đầu khán giả được chứng kiến nữ diễn viên vào vai một ác nữ điên tình vì chinh phục nam chính mà có thể giết chết vị hôn thê của anh ta. Những trạng thái cảm xúc phức tạp đã được Cúc Tịnh Y thể hiện khá tốt qua ánh mắt và cử chỉ. Có thể nói, Hoa Gian Lệnh chính là bộ phim cứu vớt nghiệp diễn của Cúc Tịnh Y khi những bài báo khen diễn xuất của cô trong phim mới bắt đầu xuất hiện. Các từ khóa tiến bộ, thay da đổi thịt cũng lần đầu tiên được đính kèm theo cái tên Cúc Tịnh Y. Hứa Khải. Hứa Khải nổi tiếng từ Diên Hy Công Lược phát sóng năm 2018. Tuy nhiên, ở các tác phẩm sau đó, nam diễn viên không có đột phá. Các bộ phim của nam diễn viên thường nhận đánh giá tiêu cực, điểm Douban của nhiều bộ phim do Hứa Khải đóng chính có điểm Douban khá thấp, phim Thiên Vũ Kỷ được chấm 5,5 điểm, phim Ly Ca Hành được 4,9 điểm, phim Thiên Cổ Quyết Trần được 5,3 điểm,
phim Thượng Thực được 5,5 điểm, phim Lạc Lối Giữa Dòng Côn Luân chỉ được 3,9 điểm và Em Đẹp Nhất Là Khi Mỉm Cười thậm chí chỉ đạt 3,1 điểm. Bộ phim Định Luật 80-20 của Tình Yêu của Hứa Khải với Dương Mịch phát sóng nửa đầu năm 2023, thậm chí còn bị chê bai nhiều hơn. Phim lấy môi trường luật làm bối cảnh nhưng nhiều chi tiết bị đánh giá khiên cưỡng, thiếu tính thực tế, vi phạm bản quyền hình ảnh. Có thể nói thời điểm trước giữa năm 2023, sự nghiệp của Hứa Khải được nhận định có dấu hiệu đi xuống nghiêm trọng. Từ cuối năm 2023 đầu năm 2024, sự nghiệp diễn xuất của Hứa Khải có dấu hiệu khởi sắc trở lại khi Lạc Du Nguyên đóng cùng cảnh Điềm và phim Kỳ Kim Chiêu, Tiên Kiếm 6 được phát sóng. Danh tiếng những bộ phim do Hứa Khải đóng chính bắt đầu có sự thay đổi. Đặc biệt, thành công của bộ phim Thừa Hoan Ký đóng với Dương Tử được phát sóng vào gần đây có ảnh hưởng lớn đối với nam chính Hứa Khải. Tác phẩm được xem là phao cứu sinh trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên sau khi anh liên tục thất bại với các dự án phát sóng trước đó. Với lối diễn tinh tế, dí dỏm, Hứa Khải hóa thân thành chàng tổng tài độc miệng nhưng dễ mềm lòng. Nhân vật Diêu Chí Minh của anh gây ấn tượng vì sự đối lập trong cuộc sống riêng tư và khi làm việc. Có thể nói, Thừa Hoan Ký đã vực dậy niềm tin về năng lực của Hứa Khải trên con đường diễn xuất. Thừa Hoan Ký đã tạo ra nhiều lần đầu tiên cho Hứa Khải, như lần đầu tiên được tự mình lồng tiếng, lần đầu tiên có phim truyền hình rating phá mức 1%, lần đầu tiên có một bộ phim có nhiệt độ phá mức 30.000 trên Tencent và lần đầu tiên được khen ngợi diễn xuất. Khán giả hy vọng sau tác phẩm này, Hứa Khải có thêm niềm tin vào bản thân, thận trọng và sáng suốt hơn khi lựa chọn những tác phẩm tiếp theo. Ngô Cẩn Ngôn. Bộ phim Diên Hy Công Lực không chỉ giúp Hứa Khải trở nên nổi tiếng sau một đêm, mà nữ chính Ngô Cẩn Ngôn cũng đã oanh tạc màn ảnh nhỏ khắp châu Á. Sự thành công của Diên Hy Công Lực đã trở thành bệ phóng vững chắc cho Ngô Cẩn Ngôn. Sau khi phim được phát sóng, nữ diễn viên đã không còn ngụp lặn ở những vai phụ, cô trở thành nữ chính cho các dự án lớn của nhiều nền tảng. Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục công phá thị trường phim cổ trang với những dự án như Hạo Lan Chuyện Đóng cùng Nhiếp Viễn và tái hợp với Hứa Khải trong Thượng Thực. Tuy nhiên, các dự án này không được khán giả đón nhận. Sau đó, Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu tham gia vào các dự án phim hiện đại như Hạnh Phúc Vẫn Sẽ Đến Gõ Cửa, Em Là Đáp Án Của Anh, Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi. Nhưng các bộ phim này vẫn tiếp tục nhận về thành tích bết bát. Trong khoảng thời gian gần 2 năm sau đó, Ngô Cẩn Ngôn bị các nhà sản xuất ghẻ lạnh, đến đóng vai phụ cô cũng không có suất. Việc nữ diễn viên không có phim để quay phần lớn xuất phát từ năng lực yếu kém của cô. Người đẹp bị xếp vào nhóm bình hoa di động, hố đen diễn xuất mãi không tiến bộ. Để cứu vãn danh tiếng, Ngô Cẩn Ngôn tạm dừng sự nghiệp diễn xuất. Ngô Cẩn Ngôn gần như mất hút khỏi showbiz, cô dành thời gian trau dồi kỹ năng diễn xuất cùng đàn chị Hách Lôi, quan sát cuộc sống, bồi dưỡng thêm đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe. Tháng 5 năm 2023, Ngô Cẩn Ngôn vào đoàn phim Mặc Vũ Vân Gian. Tuy nhiên, dự án này cũng không được coi trọng do là sản phẩm Cây Nhà Lá Vườn do chính công ty Hoan Ngu Ảnh Thị sản xuất, kinh phí và chất lượng của dự án chỉ được xếp ở mức trung bình. Thế nhưng, vào mùa hè 2024 khi phim được lên sóng, tác phẩm cổ trang chủ đề báo thù này lại bất ngờ gây sốt khắp mạng xã hội và đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng. Nhờ sức hút của Mặc Vũ Vân Gian, danh tiếng của Ngô Cẩn Ngôn được cải thiện đáng kể. Trên mạng xã hội xứ Trung, khán giả đánh giá rằng đây là dự án đại thành công thứ nhì trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Trong phim Mặc Vũ Vân Gian, Ngô Cẩn Ngôn được khen ngợi đã có sự cải thiện khá nhiều về diễn xuất. Cô tiết chế lối diễn xuất cường đại và gay gắt trước đây, có sự nhẹ nhàng uyển chuyển hơn. Hy vọng với những sự thành công nhất định từ Mặc Vũ Vân Gian, con đường sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong thời gian tới. Lâm Canh Tân. Lâm Canh Tân sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Anh ghi dấu ấn với khán giả qua các vai diễn trong những bộ phim như Bộ Bộ Kinh Tâm, Vũ Lạc Truyền Kỳ, Người Bạn Cùng Bàn, Tây Du Ký Mối Tình Ngoại Chuyện 2, Võ Thần Triệu Tử Long. Năm 2011, Lâm Canh Tân trở nên nổi tiếng vượt bậc khi thủ vai thập tứ AK trong phim Bộ Bộ Kinh Tâm. Vai diễn này đã mang lại cho nam diễn viên nhiều cơ hội đóng vai chính trong các bộ phim sau đó. Đặc biệt, vai Vũ Văn Nguyệt trong phim Sở Kiều Chuyện kết hợp cùng Triệu Lệ Dĩnh năm 2017 đã mang lại thành công vượt bậc cho Lâm Canh Tân. Sau khi phát sóng, bộ phim đạt thành công vang dội, trở thành phim cổ trang Hoa ngữ được đón nhận nhiều nhất trên toàn cầu của nền tảng YouTube. Vai diễn trong phim điện ảnh Địch Nhân Kiệt đã giúp Lâm Canh Tân có mặt trong danh sách đề cử diễn viên mới của Giải Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 33 năm 2018. Đây chính là một sự công nhận của giới chuyên môn đối với năng lực diễn xuất của Lâm Canh Tân. Nhưng vụ kiện tụng với công ty quản lý cũ Đường Nhân chính là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Canh Tân mang tiếng vong ân bội nghĩa, đã khiến sự nghiệp của anh sau đó cũng ảnh hưởng nặng nề. Từ giai đoạn năm 2020 đến 2022, Lâm Canh Tân chuyển hướng đóng các phim hiện đại như Buổi Gặp Gỡ Đầu Tiên, Phút Chia Ly Cuối Cùng, Nữ Hoàng Mặc Cả,
hãy gọi tôi là tổng giám đốc. Tuy nhiên tất cả đều thất bại về rating, khiến tên tuổi anh trượt dốc. Tưởng rằng sự nghiệp của Lâm Canh Tân đã chấm dứt sau thời gian dài sa sút, nhưng anh lại có bước chuyển mình ngoạn mục sau khi Giữ Phượng Hành lên sóng. Dù tác phẩm bị gọi là phim ngôn tình tuổi trung niên, nhưng bộ phim vẫn mau chóng lên top vì màn tương tác quá ngọt ngào giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Nam diễn viên có nét lạnh lùng của hành chỉ thần quân khi bảo vệ tam giới, nhưng lại rất dịu dàng và thậm chí hơi nghịch ngợm bên cạnh nàng Thẩm Ly của mình. Những nét diễn đa dạng như ân cần, hài hước hay lạnh lùng, cương quyết đều được Lâm Canh Tân diễn tả trọn vẹn. Bộ phim Giữ Phượng Hành đã giúp Lâm Canh Tân lấy lại vị thế của mình trong làng giải trí. Bộ phim đã giúp anh đã vượt qua giai đoạn đen tối nhất, chứng minh sự nghiệp bền bỉ của bản thân, mở ra cho anh nhiều cơ hội mới trong tương lai. Sau Giữ Phượng Hành, bộ phim tiếp theo của Lâm Canh Tân là Câu Chuyện Hoa Hồng, hợp tác cùng Lưu Diệc Phi lại tiếp tục thành công và mang về nhiều thành tích. Vai diễn Phương Hiệp Văn của Lâm Canh Tân trong phim cũng nhận được nhiều lời khen nhờ lối diễn xuất tinh tế. Phương Hiệp Văn là mẫu nhân vật ban đầu dễ thương, về sau dễ ghét khiến người xem ức chế và tức giận, Lâm Canh Tân đã hóa thân hoàn hảo thành nhân vật này. Chắc chắn sau Câu Chuyện Hoa Hồng, sự nghiệp diễn xuất của Lâm Canh Tân sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Đặc biệt, nam diễn viên còn vừa đậu nghiên cứu sinh tiến sĩ, chuyên ngành sáng tạo biểu diễn phim ảnh và kịch của Học viện Hí kịch Thượng Hải, hứa hẹn một tương lai tươi đẹp đang mở ra cho anh. Bạn ấn tượng nhất với màn trở lại của diễn viên nào nhất trong nửa đầu năm 2024? Hãy để lại bình luận để chia sẻ ý kiến với chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!